Hẹp bán ạ. Có khán giả ủng hộ lên mua hàng, mua quà, mua này mua kia. Lên mua hàng, mua quà, mua này mua kia. Rồi bé Ly có được mọi người mà công ty bán được thì bé Ly có một cái mức lương rất là ổn định. Quý vị thấy không? Long tạo một cái điều kiện mà mức lương ổn định cho hai bà cháu luôn, quý vị thấy không? Hàng tháng cứ lo cho con ăn uống ở đây hết, rồi xong con bé Ly sẽ được tiền là coi như hàng tháng căn bản, ví dụ bán nhiều thì sẽ được 5-7 triệu, bán nhiều thì 10 triệu. Rồi ít thì ít nhất cũng có là 5-7 triệu để mà bé Ly đưa cho ngoại. Nó là như vậy, cho nên con nói như vậy thì bà ngoại vui ha. Đó, bà ngoại vui như cả nhà nha. Rồi, bà làm mặt cho. Chứ bây giờ mà ba Long đang rầu cái nước đó là không biết ba Long về Mỹ. Rồi bà ngoại ẩm con đi vô trong chùa, rồi ngồi ở trước cổng chùa, nắng nôi nữa, thấy không? Anh Long phúc hậu quá, cảm ơn em nhiều. Anh em chung một mái nhà, ta cùng dòng máu sinh ra, vậy mà không yêu thương nhau, tính toán thiệt hơn để cha u sầu, để mẹ buồn đau. Anh rồi bữa nay Ly là có mới tạo cho Ly cái nick TikTok mới, thì cả nhà nhớ follow lại nha. Nè Ly kêu đi, Ly kêu mọi người follow Ly lại nha. Nó lớn lên kết bạn với Ly nha. Ly cảm ơn. I love you. Rồi bà ngoại, kêu gọi mọi người follow TikTok mới của Ly nha. Mọi người cái gì? Kết bạn với Ly. Kết bạn với Ly ha, yeah. Với bà ngoại nha. Đó, hai bà cháu là chuẩn bị đi chơi. Đó. Nói đi, yêu mọi người. Dán tóc coi kìa. Bên trời ơi, sáng sớm make up ha, make up đi về quê ha. Hả nghe, thích nha. Chờ đợi ngày này lâu lắm rồi phải ngoại. Mới lên có 3 tuần mà giống như 3 năm vậy hả? Hồi về nhớ mua bánh mì Sài Gòn cho mấy bà con dưới quê nha. Sao hồi có ghé mua bánh mì không? Ngoại? Có ghé mua bánh mì Sài Gòn không? Y như bà ngoại của em luôn nha mọi người. Hồi xưa cũng ở dưới quê về ở trên Sài Gòn về cái là đồ phải mua bánh mì Sài Gòn. Hồi đó con cũng vậy nè, con cứ nói ngoại ơi đi về nhớ mua bánh mì Sài Gòn gì ăn với ngoại. Đẹp quá. Giờ bắt đầu chải tóc. Đang quay cảnh tượng chị Hai ngán chịu chị Hai ơi. Quay nguyên mặt nè. Không, đâu lộ mặt cái này. Tóc cái tay đầu chuẩn bị về quê nha, thành cô ba Sài Gòn rồi. Đúng rồi, thành cô ba Sài Gòn, mi gió cái cho mi gió cái nha. Nó trụ muốn xỉu luôn vậy đó. Mi cái gió nó bay tôi muốn xỉu luôn vậy đó. Em khó đầu, nụ cười vượt tắt trên môi, giờ này em đã đi rồi. Một lần nắng chơi với đường về khuất lối. Ôi hỡi hỡi người ta đã phụ mình, giờ chẳng còn tin vào hai chữ chung tình. Ôi hỡi hỡi từ nay hết dám yêu ai, phận đời ngàn trái lỡ yêu sai người. Phụ nữ nè, rồi
rồi, coi như là uống ai đặc trị có cái trà này hỗ trợ cho mình ngủ ngon nè. Ông bà cô bác nào mà mất ngủ 1 năm, 2, 3 năm, 10 năm gì làm ơn vô lấy cái trà này của rồng nhỏ uống nha. Cái này là của cây thuốc nam của người dân tộc trên núi, quá hay rồi. Nhưng mà mình không cần phải bàn nữa rồi. Coi như là mọi người cũng đã từng được uống cái trà của Long rồi, coi như là rất là tuyệt vời luôn nha cả nhà nha. Đó, đây một bộ như thế này là 300.000 đồng. Trong cuộc sống mà mình mất ngủ thì mình đừng để cho mất ngủ nha. Khi mà mình ngủ được, mình uống cái trà này mình ngủ được rồi đó, là mình không bị mất ngủ nữa nha. Nó cải thiện lại cho mình á, là cái bệnh stress cũng hết luôn nè. À, ung thư uống được, tiểu đường uống được nha. Uống chung với thuốc tây, thuốc tạo, nam bắc cũng được. Đây là cây thuốc nam nha cả nhà nha. Rồi mình vô mình lấy ba cái hộp trà này, mình một hộp trà này mình uống nha. Đây là ba gói nè. Ba gói này là một bộ nè, đó. Ba gói này là một bộ nè. Nằm trong cái hộp này. Trà này uống ban ngày đi làm luôn đó, buồn ngủ. Đúng rồi. Pha lẫn thôi. Tại vì ban ngày mình đi làm mà mình uống là coi như là nó uống vô, tại vì mình hỗ trợ cho mình ngủ ngon mà, cho nên mình về nhà mình đi làm xong mình hả uống. Chứ còn bây giờ mình vừa uống vừa làm là nó ngủ à. Ngủ mình ngủ sướng nhưng mà ngủ chừng 5-10 phút mình cũng ngon nữa, coi như là thức dậy không có bị mệt nha. Em sử dụng nay mấy năm rồi. Dung Thái, ok, cảm ơn Dung Thái nhiều nha. Sử dụng mấy năm luôn của trà rồi. Nhớ là kiếm em lấy cái trà này uống này quá nổi tiếng từ trong nước tới ngoài nước rồi nha. Rồi. Tôi khi nắng mưa thất thường, tay mình chân yếu, yên tâm đi có anh từng chiều. Quá trời dữ rồi, anh giỏi mặt nữa kìa. Yên tâm có anh lo. Không đi, không cô hai đi. Không đi, thấy coi cô hai gì là nói thẳng nha. Ghét quá trời ghét rồi. Trời ơi. Mày có thằng con quý nữa. Ôm hoài hả? Kéo hoài, tháo tóc. Có ai dạy nó đâu ngoại? Không ai dạy đâu, dỗ đầu nó. Mày lì hả Bảo? Thôi, không có dỗ con hai. Hỏi con hai có thương con không? Rồi, chúng ta dẫn đi nữa rồi. Đó, mọi người thấy không? Thấy cặp đôi rất là dễ thương, cặp đôi sống thần. Làm mưa làm gió trên mạng xã hội nè. Trời ơi, thua rồi. Trời ơi, chết luôn rồi, bữa nay hát nát mặt tim tiểu ly tôi luôn rồi, trời ơi. Đâu? Sao Bảo thương cô hai dữ vậy Bảo? Bảo ơi, Bảo à,